Giờ chúng ta đánh với chén 15 nha anh em, cái chén hồi nãy là chén 14 nha. Hay cái bảo dành con đó anh cũng đánh rồi. Rồi luôn, cầm sống với dây các lượng này tem mới xong rồi. Ủa mày sống mới đánh chưa ta? Chưa đánh. Chu du vậy? Từ từ, con chu thương hình như bi chưa đánh à. Thương hả? Chưa thương được. Ờ, bị thấy cũng ăn mặn nhiều không? Chỉ sợ không có đưa đường đi thôi. Bán chén thảo, giờ chúng ta thêm chén chu thương nữa. Ở trong phim anh nghe nó đọc tên là Châu Thương, nó bảo chứ không phải là Chu Thương nha. À Châu Thương, đó theo Quang Vũ á. Ờ, Quang Bình với Châu Thương theo Quang Vũ. Cái thằng Chu Phi là thằng chết sạch nhất luôn á. Người ta nói lịch sử chết đâu phải như vậy đâu bảo. Đó là trong phim thôi bảo ơi. Mà ngủ mở mắt là thiệt nha. Sao mày biết, mày chứng kiến hả? Không nghe mấy cụ kể lại. Mấy cụ cũng đâu có sống thời đó đâu, nhưng mà sự là nghe nói chung là cái câu chuyện mà Chiên Phiên ngủ không nhắm mắt đó là ai cũng biết hết luôn á. Mấy ông già ai gặp ai nói kêu kể về Tam Quốc, mấy ông đều nhắc đến Chiên Phiên ngủ không nhắm mắt. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà theo Bi thấy cái bộ phim nó diễn tả cái cảnh mà bạo Chiên Phiên bạo quân quá đó bảo, nên bị lính mình giết. Chứ không biết theo chính truyện ổng có bị giống vậy không, do bạo quân cũng thể rút ra một bài học nha bảo. Có thể anh rút bài học giống Chiên Phi được nè. Đúng rồi. Kiểu mà đánh thì cũng được á, mà hay tô xích với tem quá đúng không. Thì cũng có một ngày nào đó thằng bảo lính mình nó qua bên kia đầu quân chữ mình. Chứ nó đâu có chặt cái đầu mình được. Đúng rồi. Ôi âm Ngọc Thảo. Ê từ để coi đây. Ôi 13k. Ồ. Vậy công miệng hương. Trời ơi. Anh kiếm 12k lum lá bảo ơi. Hay. Làm xin thế. Không quá, chọc đồ má nó kia bồ nó vô thấy top 1 được chiến nhưng mà đừng có gắt chiến giấy. Hỏi luôn à. Sống lại rồi. À, ta nói chuyện, ta tập trung vô game mà nói chuyện xàm không báo. Lấy tôm hung gừng mới đúng á, anh đi ra ngoài nè. Mà con gái thiệt không? Ai biết được, anh chơi game anh thiệt chết. Ít biết gái thiệt luôn á, nếu mà chắc gái biết anh chứ anh không biết gái luôn á bảo. Ừ, thôi đừng biết anh. Lớn này đừng anh biết. Là sao? Tao cũng muốn biết á. À, đừng anh biết. Tao không muốn biết lắm á. Chẳng á, nói trong game mày gái anh ít biết lắm á. Cũng muốn biết lắm mà không có cơ hội cho. Xui xíu, tại chơi với mày không tao tưởng tao BD. Chơi mày không tiếng không tao tưởng tao BD. Này biết đánh. Ủa bảo 12 giờ bảo học về xong rồi bảo về nhà bảo thay đồ ăn uống tắm rửa là 2 giờ bảo mới xong hả bảo? À. Ra lại không đi. tại đi tập múa mẹ mốt thôi là học xong ra cái điện biên cái được bảo mấy binh pháp này rất hữu ích. Điện biên nó bị ngủ tiếng trước tại giờ mà 2 giờ là bị ngủ tiếng không có chơi ít quá tiếng không có chơi. Không sao mình chơi giờ này cũng được rồi, rồi bị làm với quán ốc rồi chơi thì chơi. Mày đừng có đủ mấy kiếm chuyện nào cho bôi mình tao cái nhà bảo kiểu kiểu mà tuổi lồ mà ngủ vô tem solo lum la cái alo đại ca ơi cái chết mẹ luôn. Không anh tên mày mà mày chơi hiền mà bảo tại mình lên nó láo à. Dạ thôi chạy đi anh đang quay clip em quan tâm cái gì tính nó khịa xưa giờ rồi nó gì mà anh bả lồ luôn á. Anh cầm mặt bướm mà anh đánh mà nó nói chuyện mà sau này anh không dám nhận anh cầm mặt bướm luôn á. Anh cầm mặt bướm là lâu nhất luôn á nhưng mà anh không dám nhận là anh cầm luôn á. Mấy thằng ngu về em không có trách đâu. Chứ giờ chân nó cũng ngu rồi. Hay vọng. Làm gôn nhà bảo. Con dưới hay gì rồi? Con dưới. Rồi con dưới thì thôi. Bước luôn, bơ bình lên. Bơ một áp bình lên. Hồi phục. Chưa thấy mà ơi. Không? Chưa. Lại xuống. Đó. À. Tao mà không nhìn mày thì sao bảo?
mà Ủa gì hả? Đứng giữa đâu không thấy hả? em phải bước xuống luôn nó mới thấy. Ý là bảo chuyên nghiệp rồi, bảo gọi là không thấy à. Vui quá, có lỗi quá. Má sẽ bỏ cái vui này. Rồi mình chơi game mình phải rút kinh nghiệm nha bảo. Mày bảo một bét được, bây giờ một bét rồi đó. Ủa đi con đó cũng dễ, bảo bảo nâng map một thôi bảo. Em đang match 1 mà. Em có nâng điểm chưa hai nào vậy? Cộng 1 2 à, cộng có 1 cái à. À match 1 luôn. Đứng cái chiêu 1 em xa lắm á bảo. Lấy cái đó làm lợi thế. 1 3. Đĩa đi, mà nó bị ra bị đạt bị đổi mạng nó cũng được. Chứ một cao lớn. Một bình lên, một bình với lên thạch nha. Chết, nó chết rồi, nó chết ngược lại. Mà nó chạy nửa tiếng đồng hồ, chạy qua đây nó chết ngược lại kìa. Làm được thằng gần nó luôn á, làm được. Em đi gần ở đây, em đi gần ở đây. Lộn limit đây ơi ơi. Ghé rồi cái quốc mình luôn. Chưa hương bạn chắc cấp đi năm mà cấp 6 kiếm cấp 5 mà kiếm gì đọt trên được mạng đó. Thôi nói chứ để tôi gầm lên tôi lấy dạ được không? Ờ tình anh em đánh vậy được em. Bắt đầu luôn quá ta, còn trẻ mà vậy là sắp chết rồi bao. Dạ vậy biết luôn hả? Biết mà. Trò ăn ghiếp kìa, tập trung ăn ghiếp nha ông. À, để tập trung ăn ghiếp rồi nè, đừng nhắc nhắc đi cái gì nữa. Nè, bữa nay giờ chia tay bồ anh buồn quá. Không bồ. Nào mày chia tay anh mày mới buồn nha. Mày đây lên. Thằng nào buồn, thằng nào buồn, thằng nào buồn. Mày buồn á, nào khi nào mà anh chia tay mày, mày mới bắt đầu buồn. Tại vì mày chơi bồ tao biết mày alo nó có liền hay không, nhưng mà mày chơi tao là alo tao có liền. Thôi thôi ông, thôi ông đừng nói vậy ông. Mày chơi tình nghĩa anh em uống cà phê gì mày tính chơi tao thiệt luôn á Bảo. Cái câu chơi này có nhiều ý nghĩa lắm nha Bảo. Trời má, nó nằm mắt 1 nó gõ em kìa. Ờ nằm mắt 2 chứ, nằm mắt 2 gõ kìa. Rồi là, nào em biết rồi nó đó, em biết nó đứng cao lên một ra, cái một ở đâu bằng đam em đâu, ơi dạ cao ăn giật chết nha, một thôi, Linh Thạch. Mấy, trời hai. Thôi thôi, Linh Thạch là sống rồi, Linh Thạch là sống rồi, Linh Thạch là UT là sống rồi, gà, đánh không biết canh đam, gà. Giờ UT cũng đâu đủ đam với nó đâu. Thôi nói chơi với anh, đụng nhẹ nó gái được không, đụng nhẹ thôi nha. À, đúng rồi. Lùng, tụng. Rồi, lâu lần này luôn, này luôn. Chưa hơn cái anh luôn kìa Bảo, chưa hơn cái anh kìa Bảo. Chết luôn rồi, Bảo ơi, Bảo ơi, Bảo ơi, tao giết vui nha. Giật chua hương thôi, giật chua hương thôi bị chết rồi. Sao mày cùi vậy? Trời ơi, không biết đam rồi, xong rồi. Linh Thạch, Linh Thạch, Linh Thạch nha, tỉnh nha Linh Thạch. Hết lòng thạch tự. Kìa kìa, gánh tem ra kìa. Tên chết. Ờ, cái gì là thấy hay rồi đó. Thôi rồi. Lồn, má chạy nửa tiếng hồ bị vậy toài luôn á. Tên chết mới thôi. Nhìn tao ngu ngu không bảo. Ơi hàng một mày nói gì vậy em? Má hàng một gách đó em. Kệ, rồi mày thấm bóng. Sao đó đói thì sao bảo? Chặt, chặt sao cho nhanh tập. Cho bát nha, nó không bát thì Quang Phượng nó chặt cho hai phát thì thôi. Nhìn ghê vậy không? Cao cao tao bạc kiếm mạng các bạn đủ má đói quá đói mọi người. Thôi tao kiếm 18 tấn công luôn rồi. Thông trận ghê vậy. Để đi kiếm 18 tấn công. Rồi. Đuổi khai thác luôn. Nói gặp người kìa. Sống lại rồi. Đâu tay không? 18, lấy 18 tấn công hả? Có. Anh đi. Ừ, bị lấy 18 tấn công chứ ai là đã di chuyển. Rồi rồi đừng có ưu tiên nha. Đừng có ưu tiên. Đây đánh em ra luôn nè. Đã
luôn, đánh luôn. Khi bảo được ulti rồi, bảo được ulti là mày thống nó sẽ sợ nó lại chơi luôn. Mày nó sẽ tự tin nó chơi luôn. Cảm ơn nó biết bóng máu không ta? Mong nó biết. Má gì mà xem cái tem thanh tầm lum lá dân dưới không biết mình farm chỗ nào luôn á. Nhìn mít gì nó đi tầm lum lá. 261 đam, 286 đam. Được hai miếng không? 286 là má bán hai cá đã tao. Một. Hai cái đấm chuột nha, đồ má được. Tử chết đi. Sa trường. Không hối hận. Cậu làm cái tập một phát rồi thôi. Móm là ra chi một chiếc nha bảo. Chủ rồi bảo. Ra chi một chiếc để cho nó hồi chiêu đó em. Còn lại là chi một nữa được chiêu hai. Trời lắm hết kìa. Chiếc luôn. Trời ơi má ngu. Nhờ lại bị chiêu một thì thôi vậy. Tốt mày vậy. Ê chiếc một cái luôn, chiếc một cái luôn. Anh qua nè, chiếc một, chiếc một, chiếc một ấy, chiếc một. Rồi. Hết lòng tận tụy. Tại sao quả anh đọt anh ăn được đó. Thôi. Cước cơ bảo. Không má mày muốn tăng cước cơ bảo. Nghe mày coi có vẻ cơ bộ độ hơi hơi không có mùi nha. Ủa như giác lượng nãy bị nó bị đánh chưa bảo? À bị đánh rồi. Đi đâu rồi ta? Ấy ba. 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 Ủa, mày không phải là giờ bạn nóng hả? Đâu anh? Đây. Ulti đâu ra? Địt mẹ mày không skill 3 mày đâu. Ok, bỏ cho chết nè ăn kìa. Đụ má mấy thằng lồ mày. Ghép thường mà tụi nó tính toán ghê thiệt luôn các bảo. Chơi mà tính gì mấy bạn. Đọc đọc này lụm nè. Em lấy cái chợ cái nha. Thôi đừng để ulti đi đừng lấy chợ. Trời mấy này nhân phẩm cao vậy. Có thằng chu du ở đây luôn nè. Rồi anh đặt bóng luôn rồi, thằng ở giữa là thằng bóng rồi. Thằng bạn thống nè. Ulti em. Rồi em ulti luôn. Chạy lên chết nó lên. Chết nó về. Chạy lên đây. Chết được chạy nó được chạy chứ. Trời ơi má có cái đèn đây à. Màu bay cây chai lam màu bay. Cứ một hoài luôn ơi. Luyện võ phải cực khổ. Mua vài trục quyển xem đi. À à. Trời bảo. Nè cho chú một chiếc cục đi. Ừ. Tập dưới đất á. Ừ. Cái nữa. Hết lòng cả. Xa trường. Hối hận. Ôi. Không về gan đi, mana như mana như đó sao ăn đủ. Chu thương dễ tăng mà. Ý vì nó bảo kìa, không về gan. Rồi. Mày nóng tính lên lên với công hương kìa. Mày nghĩ cái gì vậy hả bạn nóng? Mày nói tao tao nghe được không? Trời ơi, lát hit ngu à, dạ, ba là. Rồi sao anh nhìn anh ngu ngu rồi đó bác. Ngu ta hồi nãy em phải đánh mày thống đi. Rồi chú Du có heo rồi kìa. Tụi này nó biết đánh em ơi. Du à. Ừ. Lâu rồi không làm đại ca. Tao quay xe. Ôi mày không lên 2 SS trước luôn, ổng không lên Berlin luôn. Rồi, hay chơi. Câu bói mình bói gì vậy bà? Bà lên xong chưa? Bà lên xong chưa bà? Bà lên chưa? Nghe bà lên hay gì? Bà lên hay lùi ta? Nãy thấy 27 lần á.
Đang ăn cho bảo, bảo đang ăn cho bảo. Điệp mày ghê vậy. Mà lên lên giật này chứ em. Hét hét gì vậy? Trời ơi, mày nóng mình nó chặn tay quá. Ba đó là mốt để giật nha. Đồ nó giật thằng mày nóng nha em, để nó dịnh em 3 giây luôn. Xong bạn sống bay vô. À, đánh nó 12k mọi người em. Bát cho trời. Chết luôn, tao đang biết rồi bảo. Tao nó bát lại nè. Tao đang biết rồi bảo. Có thể chết lại luôn. Con cạc gì vậy? Đủ má, trời ơi, mấy này chơi game đốt nhang kìa. Anh Duy nó đánh mình, nó bát ulti rồi mình không trách nha. Chi một bắt. Tao lấy chủ, tao lấy chủ, tao lấy chủ. Chưa bể. Ừ. Bể chưa. Rồi không thấy gì à, rồi thấy gì. Có trò hay rồi. À, mày nhóc. Giết tao giết hoài. Mày giết tao một lần, tụi bay có buồn không? Lâu rồi không làm đánh luôn. À. 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 Tao nói mày chạy mày ra kia tới thì đóng ngang luôn. Chạy mày ra liền hết luôn rồi. Tận tụy. Không có bàn thống à, thằng lồ mẹ 3 lần rồi đó. Giết tao hài luôn á. Đánh không đủ lính nha ông canh lên luôn. Vui quá mình không biết đánh này. Hết lòng tận tụy đến chết mới thôi. Lên 25 lần mạng hoài luôn anh nè 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 nè. Thằng đó em kêu nó lóc hộ luôn cái đầu nó, cái em kêu nó lóc hộ luôn cái đầu nó, cái gì mà anh chú vô kìa, chú vô kìa. Mày kia đâu? Đây nè, đây nè, nếu mà bạn cái máy mình BK đỉnh á, đứng nhà hai liền. BK đỉnh á, ổ đèn không bảo ơi. Cái này nó có đèn em ơi, đèn đây đó. Ủa, nhé đây, nhé đây, bảo gì á. Tao tui mày liền, tao tui mày liền. Thôi, đủ má đánh né không, quỷ kỹ năng quá. Giận này chứ. Gan mày lớn rồi bảo. Hay bà ơi, bà lớn rồi bảo lên lưu ra. Làm bãi không? Nhiều trong bãi nè. Ở đây. Chưa, đi ưu tí gì á. Trời ơi, ưu tí để nửa phá lên mới giết người á. Hết lòng tận tụy đến chết. Ghê thiệt ghê. Rồi, đánh thì thương nó quá. Thương nó ập luôn.
đánh nó luôn, đánh nó khùng luôn. Sao có thể ra đi? Trong trận diệt địch. Sợ quá, sợ quá. Trốn thôi. Mồi lăng. Trời ông nội nào, ông nào nào cắm đèn đây. Giờ hello anh em, là chào mừng anh em đến với dáng thứ 15 trong series 50 Hego nha. Cái này có vẻ hơi cũng sốt xíu, như thế hơi nhiều. Chủ à, tao nói mày hủy chủ à. Đó mình hết thủy chủ lắm phải không? Vậy không? Vậy ăn vui vậy, vậy. Vậy gì? Xin cái tát cho luôn. Hết lòng tận tụy. Rồi, lấy lên nhé bạn nha. Ôi, ngu quá. Ôi, xin nhận ngu, tiểu đệ xin nhận ngu. Được luôn anh. Đậu má, mày nghĩ sao anh không dám chấp vậy? Đây cái cho anh. Đó, rồi về đây. Về đây. Lên coi anh cứ hồi sinh là anh giết mạng thống, cứ hồi sinh là anh giết mạng thống à. Kệ. Cá nhân không? Một vô bụi, chứ một vô bụi, kệ kệ báo, 1 2. Lên, con hẹp mà. Biết tại sao kêu 1 2 rồi mới hẹt không? Tại vì em là đời 3 nó trước mà nó sẽ giật mình, nó không giật thao tác kịp hết em không? Rồi lúc em hẹt là em giật thêm được 1 bát nữa. Là tổng là 4 cái chiêu 1, 2 cái chiêu 2. Trời ơi, trời nó ngu. Mày chửi ai vậy? Chửi bản thân mày hả? Trời ơi, mày đừng giả bộ nha, đừng giả bộ nha. Ngu quá. Ủa tiên bảo. Rồi vô anh tiên, 2 giây. Về mẹ rồi Bảo ơi. Để coi sao lẹ đâu vậy. Chạy cặp cứ chạy vô vô. Sống lại rồi. Dừng tay. Vâng. Hết lòng tận tụy. Chú bác. Tiếp. Má gái là anh này gà mà nhưng mà cảm giác lượng đánh cho đại ca huynh lẹ lẹ con tặc. Sao người ta chết hết rồi mà mày vẫn giật về bảo? Anh Di Mai, anh Gia bảo ra đánh với một chiến bơ dán là dán thứ 15 rồi, là bữa nay mình đánh được 6 dán. Còn 7 dán nữa đúng không?
Ván thứ 15 là còn 35 ván lần đó ơi, mai mình làm tiếp. 50 lần hả? Ờ, 50 lần. Đây, bỏ luôn, bỏ luôn. Bỏ cho tôi buông chuột nha. Đâu. Ông này, ông hay hay vui vậy đó. Gì ma bảo ơi. Ma. Thì coi kia bị đánh nha. Đồ má mày này, sao sao tụi bay cất cái bát giùm tao cái đi. Chung hương nha. Đây bay yếp dưới rồi bảo. Thầy bảo. Một hai rồi hẹt nha. Cái một nữa, hai lần một. Một kìa, cái nữa. Vô. Cái chuyên một nó hồi lẹ đó, em phải nhanh tay lên hiểu không? Cho tôi xin một màn đó, nhiệm vụ ngày kìa. Ta lịch sự người ta nói chuyện không? Thấy người ta lịch sự không? Thằng nào kìa bảo, bạn nóng kế em luôn kìa bảo. Ờ, nó có linh ken, nó có linh ken. Ấy giờ cẩn thận chết đó. Phát ken rồi, phát ken rồi đó, phát ken rồi đó. Đây một hai gì ưu tiên hết. Dễ đạt đọt ai vậy, đọt em hay vậy? Ê cu ủa anh đâu biết đâu, anh đang bực máu dạng. Ôi ôi ôi, đúng nó xin một mạng. Nó ăn mà anh tưởng anh ăn á. Ta bán nó xin một mạng á. Sẽ kiếm được tiền. Ai ông làm gì? Xem đi. Mấy binh pháp này rất hữu. Ấy ông là sao? Ông ta xin một mạng là lịch sự ông xàm quá ông bảo ơi. Xàm quá ông bảo ơi. Đó nè. Tôi có dây xích chó nè. Ủa tê vui vẻ hả bảo? Thôi không vui vẻ, giờ hai ủa tê cái. Đại bảo. Liền chạy. Nói lại em. Gì vậy? Hai cọc bắn lộn à? Yes. Ý mày nói là gì? Không có ai ra gì vậy? Không hẹn luôn, không làm gì ta luôn. Coi nó kìa, coi nó kìa. Hai lần chưa một. Hẹn chưa vô. Hết lòng tận tụy đến chết mới thôi. Rồi anh vô vô ghé làm gì đấy? Lo bộ à? Là sao? Ủa má nhìn gầu vậy? Con bao gam lên đồ rồi má, giờ đồ nó dày cầm lên cái cực đông đó là lướt vô cái là hết chạy luôn. Để bay. Má cầm đồ chắc thiệt. Rồi cầm đồ chắc vậy thì vô chặt được cái nào không? Ý mà cầm được đông luôn nữa em là hai kia hết tấm đánh rồi, nhưng đảm bảo luôn. Chưa bát rồi. Gọi ra là không phải nếu kéo rồi. Tôi mua nếu kéo. Tương siêu bát. Thằng mà có nhân phẩm ai cầm. Đây 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 đâu đợi từ nãy giờ. Ồ đéo ưu tiên. Ồ má tức. Em đi bay. Má 6 giờ luôn rồi cờ bảo. Nè 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 nè. Dần cọc bảo bảo kiếm đi. Chú hai. Cọc bảo ok, đứng kế cọc bảo ok, ok. Chú hai. Trời ơi giật kìa. Không có tới, chú hai không tới. Em hướng lên luôn, em lỡ đi rồi em phải lên luôn chứ. Mấy tờ giá lượng là 30 kêu không?
rớt nước mắt với mày. Nó có không gian. À, không gian. Ganon, Ganon nãy giờ không có luôn á, nó trả được 3. Để hiểu mấy này nó nhập tâm, nó farm cái lồng què gì đéo biết. Nó farm tới lời phát cắt 57 nhưng nó cũng vẫn còn farm nha. Gọi là niềm đam mê của em là farm, mà em tới game là em không quan trọng thắng thua, em chỉ muốn ăn lính nè. Ôi ơi, tí bảo. Rồi. Rồi. Lộn lộn nè. Nó mày nghe nè. Rồi, lo bao đồng hả mày? Mày có chuyện bao đồng. Rồi. Hết lòng tận tụy. Tên chết. Để tao nói mày nghe này, không đáng giờ tao hỏi. Ai vậy? Gọi tao là đi xuyên qua cọc à. Rồi, nói về mạng cuối này thôi. Nếu anh không làm được thì lấy tôi. Rồi vậy em. Để hiểu người ta bao trong nên thằng cũng cạc gì luôn. Á, à, đánh chén này 30 phút luôn. Quay nãy giờ là 31 phút. 30 phút chả 3 mạng được rồi ông. Chả 3 mạng chết 4 mạng à. Tây bảo bảo, tây bảo mất lên đó rồi. Rồi ok. Chung là mày sống hộ đâu cái chu du coi mày sống hộ đâu cái. Còn nếu mà mày đánh tay đôi chu hơn. Hay luôn. Thôi đụng là bát nha, mấy này chơi game gì kỳ cục thiệt. Dân, chúng ta đến cái game thứ 15, lấy chảm và chợ. 15 trong series 20 Hero. Ờ 50 Hero.